trong trường hợp mà nhà của mọi người cấp điện nhắc họ là cái bình này nó có, cái motor này nó có vấn đề lỗi, thì lúc đó mọi người sẽ không có sử dụng remote hoặc là điện để mà điều khiển cái cửa này được. Thì lúc này mình sẽ sử dụng chìa khóa cơ. Mọi người chỉ cần cắm chìa khóa cơ đây, mở vặn cái này ra. Khi mà mình đã mở được cái phần này ra rồi, cửa mình phải kéo bằng tay như thế này cho đến khi nào mà có điện lại thì mọi người đóng lại và khóa lại. Thì lúc này sẽ sử dụng remote để mà điều khiển cái motor này.